Em Út xin chào cả nhà. Buổi chiều hôm nay thì em Út xin giới thiệu cùng anh chị em mình ở phường em Út có một cây trà Phúc Kiến, còn gọi là cây bùm sẫm nha cả nhà. Cây này là cực kỳ già luôn, dáng nhân văn luôn nha cả nhà. Đây, anh chị em mình xem này, em Út quay từ từ cho cả nhà xem nè. Từng cái bộ chi, từng cái bộ tai của nó nha cả nhà. Rất là già nha. Cây này cao 82 cm nha cả nhà. Đó, em quay từng cái chi, từng cái tai cho anh chị em nè. Cái độ dài tán của nó là 125 nha anh chị em mình. Cái độ dài tán là 125. Cao 82 cm. Đó. Em quay gần cho anh chị em mình xem. Em đo hoành ngay đây là được 20. Hoành ngay đây 20 nha cả nhà. Còn bộ cũ dưới đây là 37. Cây cực kỳ già luôn nha cả nhà. Cây trà Phúc Kiến nha, hay còn gọi là cây bùm sẫm nha cả nhà. Cây này cái dáng cao nha. Đó, bên đây thì cái đường nó lắc, có một cái đường lắc rất là duyên luôn. Đó, anh chị em xem, nó có một cái cục ở đây rất là già nè, nu nó sần lên nè. Bên là mặt sau nha cả nhà, cái trà Phúc Kiến nha anh chị em mình. Cây này nó đã hoàn thiện rồi, anh chị em mình về thì chỉ thích là thay vào cho cây một cái chậu mới nữa và chơi thôi nha cả nhà. Anh chị em nào ưng ý thì nhắn tin cho em số điện thoại 0795499088 nha cả nhà. Cây trà Phúc Kiến nha, chi cành rất là to, cây rất là dài cả nhà. Đó, anh chị em xem chi cành nè, cành nào cành nấy nha cả nhà. Đó, rất là to nè, cành trong ra rất là to luôn cả nhà. Mút đã vào kẽm rồi, định hình cây luôn rồi. Anh chị em mà ưng ý thì nhắn tin alo cho em nha. Từng tay rất là mượt luôn. Cây trà Phúc Kiến nha cả nhà. Ưng ý thì nhắn tin alo cho em nha.